Và như vậy là tiếng còi không. Đã có một số sự trục trặc nhưng trận đấu của chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu. Nhưng sau một mùa giải có khá nhiều những sự biến động thì đội bóng SCB Đà Nẵng như vậy là đã có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Quảng Nam. Bàn thắng ngay ở phút thứ tư và niềm vui đã đến với cao trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Niềm vui của các cầu thủ viên Quảng Nam tại sân vận động Hoa Xuân. Không được, vẫn còn Viric, cơ hội. Tiếp tục là Viric. Thứ hai, sút bóng. Và đó là pha ghi bàn của Phan Văn Long. Tỷ số lúc này đã được quốc bình là 1-0. Asimene đối đầu với Marlon, đã vượt qua được Marlon. Asimene Samson, một sự kết nối tuyệt vời của bộ đôi Samson Asimene. Có lẽ đây sẽ là tình huống ép sân cuối cùng của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Yuri Mamute, cơ hội đối mặt, đây rồi, Viric vào, 2-0, bàn thắng vào những giây cuối cùng của phút đá bù giờ thứ hai hiệp đấu đầu tiên. Viric một lần nữa là người đã làm công. Đánh đầu. Văn Trọng và bùng nổ cảm xúc của Văn Trọng cũng đã phải cởi áo ăn mừng. 3-2 cho Quảng Nam. Bàn thắng đến ở những phút cuối cùng của trận đấu. Cảm xúc vô cùng bùng nổ với các học trò, các cổ động viên và với huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Quang Hùng rất quyết liệt. Và đây là tiếng còi mà có lẽ các cổ động viên của Quảng Nam đã chờ đợi rất lâu. Tiếng còi để báo hiệu trận đấu này kết thúc. Và đó cũng là tiếng còi để mang tới chiến thắng với tỷ số 3-2 dành cho câu lạc bộ Quảng Nam trong trận derby xứ Quảng Đà trước câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.